Nguyễn Quỳnh, một cái mày cũng mang đi. Tòa án nhân dân tỉnh Nam Ninh tiến hành xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa. Mời tất cả mọi người ngồi xuống, bị cáo đứng tại chỗ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tòa án nhân dân tỉnh Nam Ninh, căn cứ vào các điều 39, 176, 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 348/2009 hình sự sơ thẩm ngày 28 tháng 9 năm 2009, quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: 1. Đỗ Văn Soái, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1978, nghề nghiệp nông dân, đăng ký nhân khẩu thường trú tổ 6, xã Hải Hợp, huyện Hải Thanh, tỉnh Nam Ninh. Bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Ninh truy tố về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự. 2. Phạm Văn Tấn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1952, nghề nghiệp giáo viên nghỉ hưu, đăng ký nhân khẩu thường trú tổ 6, xã Hải Hợp, huyện Hải Thanh, tỉnh Nam Ninh. Bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Ninh truy tố về tội giết người theo quy định tại khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự. Những người tham gia tố tụng: đại diện hợp pháp của người bị hại, bà Đỗ Minh Doanh, sinh năm 1962, đăng ký nhân khẩu thường trú tổ 6, xã Hải Hợp, huyện Hải Thanh, tỉnh Nam Ninh. Những người làm chứng: 1. Nguyễn Thị Chính, đăng ký nhân khẩu thường trú tổ 6, xã Hải Hợp, huyện Hải Thanh, tỉnh Nam Ninh. 2. Nguyễn Thị Đậu, đăng ký nhân khẩu thường trú tổ 6, xã Hải Hợp, huyện Hải Thanh, tỉnh Nam Ninh. Người bào chữa cho các bị cáo: luật sư Nguyễn Chí Cường, văn phòng luật sư Nguyễn Trần và cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân tỉnh Nam Ninh, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Điệp đã ký. Cho bị cáo ngồi xuống. Hôm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Ninh tiến hành xét xử hai bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Ninh truy tố. Đó là bị cáo Đỗ Văn Soái và bị cáo Phạm Văn Tấn. Vì lý do sức khỏe, bị cáo Tấn không đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Theo thông báo của Bệnh viện Bộ Công an, bị cáo Tấn hiện đang phải mổ để cố định lại xương đùi. Trước đó, phiên tòa đã phải hoãn hai lần cũng vì lý do sức khỏe của bị cáo Tấn. Tuy nhiên, các lời khai của bị cáo Tấn đã rõ ràng và có đầy đủ trong hồ sơ vụ án. Không có ai có ý kiến gì về phần thủ tục phiên tòa. Tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần xét hỏi. Đề nghị vị đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng. Bị cáo đứng dậy. Cáo trạng: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Ninh, căn cứ các điều 36, 166, 167 Bộ luật Tố tụng hình sự, căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 406 ngày 8 tháng 4 năm 2009 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Ninh về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, căn cứ các quyết định khởi tố bị can số 530 QĐKT ngày 8 tháng 4 năm 2009 và quyết định khởi tố bị can số 531 QĐKT ngày 8 tháng 4 năm 2009 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Ninh đối với Đỗ Văn Soái và Phạm Văn Tấn về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Trên cơ sở kết quả điều tra xác định được như sau.
còn bộ một cái mà mày cũng mang đi. Tôi mời cậu sang đây là tôi muốn nhờ cậu một việc. Tôi muốn giải thoát cho cuộc đời tôi, muốn giải thoát cuộc đời cho thằng Tiến nhà tôi. Cậu có hiểu không? Tôi muốn cậu giết thằng Tiến nhà tôi đi. Không được, không được, không bao giờ. Cậu làm theo ý tôi đi. Cậu làm theo ý tôi đi. Ngồi đây tôi nói chuyện mà. Cậu cứ làm đi. Giết nó đi. Tôi sẽ cho cậu tiền. Tôi sẽ cho cậu 10 triệu. 10 triệu? 10 triệu. Giết tôi đi. Tôi muốn giải thoát cuộc đời tôi. Tôi muốn giải thoát cuộc đời của thằng Tiến. Anh gọi em sang có chuyện gì đấy ạ? Lâu lắm rồi anh em mình không ngồi với nhau. Nhân tiện có mấy quả ổi với ít bình bình. Anh em làm chén. Dạ vâng, em mời anh. Nữa đi anh. Nốt trên này thôi. Rồi nốt trên này thôi nha anh nhá. 100% đi. Vâng, em mời bác. Chơi đi. Nam như vô tiểu như kể vô không. Uống kia. Rồi ok, em đi về đây bác. Để em ra em nhà hai rồi. Anh em mình ngồi tiếp. Thế nha. Tiên chén nữa đi em. Tiến ơi, Tiến ơi. Vì các lẽ trên, quyết định truy tố bị can Đỗ Văn Soái và Phạm Văn Tấn có lý lịch nêu trên ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh để xét xử về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự. Kèm theo cáo trạng là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm 184 bút lục được đánh số từ 01 đến 184. Trên đây là toàn bộ nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Ninh đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Bị cáo đã nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện Viện Kiểm sát vừa công bố hay chưa? Bị cáo đã nghe rõ. Bị cáo có quan hệ như thế nào với người bị hại Phạm Văn Tiến và bị cáo Phạm Văn Tấn? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo là hàng xóm, ở cùng thôn với bố con là ông Tấn. Ông Tấn có con là Tiến bị nghiện nặng. Ông ấy đã cai cho Tiến nhưng không được, nên đã nhờ bị cáo giết Tiến. Bị cáo hãy khai rõ việc bị cáo Tấn nhờ giết anh Tiến như thế nào? Ngày 5 tháng 4 năm 2009, ông ấy có đến nhà bị cáo nhờ bị cáo giết Tiến. Ông ấy bảo ông ấy muốn giải thoát cho nó và giải thoát cho vợ chồng ông ấy khỏi một gánh nặng gì đó. Đại khái, ông ấy nói rất văn hoa và cứ khóc suốt. Nên mãi vì sau, bị cáo mới hiểu ý của ông ấy. Ông ấy bảo nếu đã làm được như vậy, thì ông ấy cho vị cáo 10 triệu đồng để uống rượu và còn bày cách cho vị cáo làm rất kín đáo mà không bị ai phát hiện. Bị cáo Tấn đã bày cho bị cáo cách giết anh Tiến như thế nào? Ông ấy bảo cứ hẹn Tiến sang nhà chơi để uống rượu. Sau đó, chờ khi rượu ngấm rồi thì ra tay siết cổ Tiến cho đến chết. Rồi la lên là Tiến bị sốc thuốc. Và đến cửa nhà bị cáo thì gục. Sau đó ông Tấn sẽ xuất hiện và đưa Tiến về làm ma cho Tiến là xong ạ. Bị cáo hãy trình bày lại toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 4 năm 2009. Bị cáo đã gọi điện và hẹn Tiến sang nhà từ mấy hôm trước. Vì bị cáo và Tiến cũng có quan hệ với nhau nên hay ngồi với nhau. 3 giờ chiều ngày 7 tháng 4, Tiến có sang và ngồi uống rượu nếp cẩm.
Tiến không uống được nhưng đã bị cáo ép bắt Tiến tự đổ vào mồm khoảng 5 chén rượu thì Tiến ngã vật ra. Sau đó bị cáo lấy thắt lưng siết cổ Tiến. Khi vừa làm xong thì vợ bị cáo và bà Doanh là vợ ông Tấn chạy vào và la lên. Sau đó bị cáo bị bắt ạ. Khi bị cáo giết Tiến thì bị cáo Tấn lúc đó ở đâu? Khi đó ông ấy ở trên tầng 2 nhà bị cáo ạ. Thắt lưng mà bị cáo dùng để siết cổ anh Tiến là của ai? Và cái thắt lưng đó thì có đặc điểm kích cỡ như thế nào? Thắt lưng đó là của con gái bị cáo, bằng giả da màu đen, rộng khoảng 3 cm ạ. Tại sao bị cáo lại nhận lời với bị cáo Tấn để mà sát hại anh Tiến? Vì Tiến nghiện ma túy, phá gia chi tử, cái gì nó cũng trộm cắp của làng, cũng giống như bị cáo, nghiện rượu, làm khổ cả nhà, cả họ. Hơn thế nữa, bị cáo thấy ông Tấn khẩn khoản nhờ quá, nên cũng nể. Và lại bị cáo uống rượu, ăn quỵt nhiều quá, nên cũng cần tiền trả nợ. Bị cáo đã thỏa thuận với bị cáo Tấn nhận tiền trước hay là sau khi đã giết anh Tiến? Dạ, ông ấy đưa trước cho 5 triệu ạ. Còn 5 triệu trả sau, tổng cộng là 10 ạ. Cho bị cáo ngồi xuống. Tòa tiến hành hỏi người đại diện hợp pháp của người bị hại. Mời bà Doanh đứng dậy. Bà biết việc chồng bà thuê bị cáo Soái giết anh Tiến như thế nào? Dạ. Dạo này tôi thấy ông nhà tôi lạ lắm. Tính nết cứ lẩn thần, thỉnh thoảng lại cứ ôm cháu Tiến vào lòng khóc. Tôi cũng linh cảm, bởi vì từ xưa tới nay không thấy ông ấy có cái tính ý bao giờ cả. 3 giờ kém ngày 7 tháng 4, cô Chính là vợ của chú Soái có đi chợ qua nhà tôi. Khi gặp tôi, cô ấy bảo: "Cô ơi, cháu thấy dạo này bố con ông Tấn cứ thì thụp với người anh Soái nhà cháu, thái độ lạ lắm cô ạ. Hôm vừa rồi nhà cháu say rượu, nhà cháu nói thằng Tiến mà chết á, ông mày phát tài, đố đứa nào còn dám chê Soái nghiện này quỵt nợ nữa." Sau đấy Chính lại hỏi tôi: "Thế thằng Tiến đi đâu hả cô?" Tôi bảo: "Ơ, thế cứ tưởng là nó sang nhà vợ chồng cháu uống rượu cơ mà." Chính lại hỏi tôi tiếp: "Thế ông Tấn đâu?" Tôi bảo: "Cô cũng chẳng biết, ông đi đâu suốt chiều hôm nay." Thế rồi bất chợt tôi chột dạ: Thôi chết rồi, Chính ơi, cô mấy cháu phải về nhà cháu đi." Thế về đến nhà Chính thì Bà Doanh hãy bình tĩnh. Bà có thể tiếp tục khai báo với tòa nữa hay không? Dạ, được ạ. Bà đã chứng kiến sự việc gì xảy ra tại nhà bị cáo Soái? Khi tôi và cháu Chính về đến cổng nhà thì thấy cửa khóa, nhưng bên trong nhà có ánh điện. Cháu Chính bảo: "Cô ơi, không gõ cửa chính, cô cháu mình vòng ra lối sau để đi vào nhà." Cháu Chính lật cửa sổ phòng khách lên thì thấy Soái đang siết cổ thằng Tiến, và cháu Tiến thì lịm đi. Tôi kêu lên và rồi cũng không biết làm thế nào mình vào được nhà nữa. Sau đấy thì tôi thấy chồng tôi lăn từ trên tầng 2 xuống đất. Bà có biết tại sao chồng bà lại có mặt tại nhà bị cáo Soái lúc đó không? Và tại sao lại bị ngã từ trên cầu thang xuống? Dạ, đúng như cháu Soái đã trình bày với quý tòa, ông nhà tôi biết được tính của cháu Soái là nghiện rượu, cho nên bất cứ ai muốn Soái làm gì đều thuê thuyền cho Soái, và Soái đều làm hết. Cho nên ông đã nhờ Soái làm để thay cho cái việc mà ông không thể làm được. Sau khi Soái nhận lời thì ông bày cho cách Soái chuốc rượu cháu Tiến, sau đó lấy dây siết cổ cháu Tiến. Một mặt thì ông ấy lên tầng 2 đứng ở đấy để nấp. Khi Soái giết Tiến xong thì ông sẽ xuống và lôi xác Tiến về nhà và nói rằng là Tiến chết vì sốc thuốc. Nhưng mà đến khi ông ấy nhìn thấy Soái giết Tiến thì ông cũng bị sốc, và khi chứng kiến cảnh vợ vật vã bên thi thể con mình, ông không chịu được và ông ngã lăn xuống đất.
bà hãy cho biết hiện tại sức khỏe của chồng bà, tức là bị cáo Tấn, hiện nay như thế nào? Chồng tôi đã bị gãy xương đùi, gãy hai xương sườn và gãy xương chậu. Bản thân ông lại bị tiểu đường tiếp 2 nữa. Nhưng bác sĩ bảo vẫn phải mổ để lắp ghép lại xương, mà không biết rồi có được hay không. Ông lại còn bị tiền sử tai biến mạch máu não, bởi vì trước kia cháu Tiến làm cho nhiều lần ông tức giận và tăng xông. Tôi mời bà ngồi xuống. Mời vị thẩm phán và các vị hội thẩm tiến hành xét hỏi. Tòa mời người làm chứng, mời chị Nguyễn Thị Chính đứng dậy. Chị cho biết vì sao chị phát hiện bị cáo Soái sát hại anh Tiến? Dạ thưa quý tòa, chồng tôi bị nghiện rượu. Cứ có tiền uống rượu thì việc gì anh ấy cũng làm. Có mấy lần anh ấy đốt nhà, rồi đánh người thuê, bị công an xử phạt mấy lần. Vừa rồi tôi thấy ông Tấn là người hiền lành tử tế, mà cứ sang thậm thụt với nhà tôi, nên tôi đã sinh nghi. Hôm trước anh ấy uống rượu say về mắng chửi tôi, anh ấy lại bảo là khi nào thằng Tiến chết thì anh ấy sẽ có tha hồ tiền uống rượu. Tôi mới chột dạ hỏi tại sao thằng Tiến chết thì anh ấy lại không nói. Buổi trưa hôm ấy tôi đi chợ mà lòng ruột tôi cứ như lửa đốt. Tôi bỏ dở buổi chợ về nhà, rồi chạy qua nhà bà Doanh hỏi cụ thể xem thế nào. Rồi tôi và bà Doanh chạy đến nhà tôi, nhưng đã quá muộn ạ. Chị và bà Doanh vào nhà bằng cách nào? Chúng tôi đến cổng, thấy cổng chính khóa mà bên trong lại có điện. Bà Doanh định gọi cửa nhưng tôi kéo giật lại và kéo bà Doanh đi đường cửa phụ, đi từ vườn rau vào nhà. Nhưng mà cửa trong khóa, tôi chạy lại cửa sổ thì thấy nhà tôi đang siết cổ anh Tiến. Tôi la lên và chạy ra lối cửa chính, giật tung cửa ra và chạy vào nhà. Chị có chứng kiến việc ông Tấn ngã ở cầu thang nhà chị không? Dạ có ạ. Lúc đấy tôi thấy tiếng u ớ, tôi nhìn lên thì thấy ông Tấn đứng ở đấy và lăn mấy vòng xuống đất ạ. Mời chị ngồi xuống. Dạ. Tại sao bị cáo lại thực hiện việc giết em Tiến vào lúc 3 giờ chiều ngày 7 tháng 4 năm 2009? Vì tầm đó, vợ tôi đi chợ chưa về, con gái tôi đi học 5 giờ mới về. Còn hàng xóm thì người ta cũng đi làm rất vắng vẻ. Hơn nữa, mọi việc làm lúc nào, làm như thế nào đều do ông Tấn nghĩ ra và bảo tôi làm sao thì tôi làm vậy. Ông ấy chỉ bảo tôi mỗi một việc là hái mấy quả ổi xanh, một cút rượu và một chiếc dây dù. Tôi bảo mấy quả ổi xanh và cút rượu thì tôi sẵn có đây, còn dây dù thì tôi phải tìm đã. Ông ấy bảo nếu không có dây dù thì lấy thắt lưng hay cái dây gì cũng được. Bị cáo siết cổ người bị hại trong tư thế như thế nào? Khi Tiến ngã vật ra nằm ngửa trên chiếu, tôi lấy thắt lưng siết mạnh. Tôi quỳ xuống, đưa dây lưng qua cổ Tiến đang nằm, siết thật mạnh. Khi đó người bị hại có chống cự gì không? Có, nhưng rất yếu ớt, bởi vì Tiến đã nghiện gần 10 năm nay rồi, người như cái thây ma, lại không uống được rượu, nên khi bị ép uống đã gục ra, người cứ đơ ra. Bị cáo cảm thấy như thế nào sau khi thực hiện việc sát hại anh Tiến? Bị cáo cảm thấy rất hối hận vì tham tiền nên đã hại cậu ấy. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo có bồi thường gì cho gia đình người bị hại không? Dạ, bà Doanh không yêu cầu gì, nhưng vợ bị cáo đã mang một ít tiền sang để bà ấy làm ma chay và thuốc men cho ông Tấn ạ. Cho bị cáo ngồi xuống. Tòa tiến hành hỏi người làm chứng, mời bà Đậu đứng dậy. Bà có quan hệ như thế nào với các bị cáo và người bị hại? Ông Tấn là người hàng xóm nhà tôi. Trước khi ông đi miền núi, ông ấy đã dạy học các con tôi. Ông là người đứng đắn. Và nhưng có con bị nghiện nên ông đã chán nản và về hưu. Còn anh Soái là người nát rượu ở làng, suốt ngày say khướt, đánh vợ chửi con. Anh ấy là hàng xóm sát vách nhà tôi.
Bà có nhìn thấy bị cáo Soái siết cổ người bị hại không? Khi tôi chạy sang thì thấy anh Tiến không động đậy gì cả. Bà chỉ thấy bà Doanh kêu lên và khóc thảm thiết. Và ông Tấn thì ngã lăn ra từ tầng 2 xuống đất. Mời bà ngồi xuống. Tòa hỏi đại diện hợp pháp của người bị hại, mời bà Doanh đứng dậy. Anh Tiến bị nghiện từ bao giờ? Gia đình đã áp dụng những biện pháp gì để cai nghiện cho anh Tiến? Thưa quý tòa, cháu Tiến bị nghiện từ năm 1999. Gia đình chúng tôi đã dùng rất là nhiều biện pháp, nhưng rồi cuối cùng cháu vẫn bị tái nghiện lại. Bao nhiêu của cải trong gia đình cháu đều đem bán hết. Gia đình chúng tôi cũng rất kiên quyết đối với cháu. Ngược lại, bản thân cháu cũng đã hứa rất nhiều lần, thậm chí cháu còn chặt đứt cả ngón chân út. Nhưng rồi cũng vẫn cứ chứng nào tật ấy. Chúng tôi đã tìm đủ mọi phương pháp, nào là đưa cháu về quê, đưa cháu ra đảo, đưa cháu lên rừng, kể cả là xích, rồi là đóng cũi nhốt cháu lại. Nhưng rồi cháu vẫn cứ bị khuất phục bởi cái sức mạnh của ma túy. Cho đến 2 năm nay thì chúng tôi mòn mỏi và bất lực quá rồi. Chúng tôi đành buông xuôi, để mặc cho cháu muốn làm gì thì cháu làm. Quan hệ giữa bị cáo Tấn với anh Tiến như thế nào? Ông Tấn nhà tôi yêu con và đau con hơn ai hết. Mỗi khi tuyệt vọng, cháu Tiến đều xin bố mẹ tha thứ. Và cháu có nói với chúng tôi rằng, bố mẹ ơi, bố mẹ cứ giết chết con đi, con cũng vui lòng. Những lúc ấy, ông Tiến nhà tôi chỉ có gạt nước mắt và ông bỏ đi. Tôi cũng không nghĩ rằng ông có đủ khả năng để làm cái việc ấy. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại quý tòa. Một bên là chồng, một bên là con. Xin quý tòa hãy thương lấy chồng tôi. Ông ấy vạn bất đắc gì ông ấy phải làm cái việc như vậy. Con tôi đã chết, nó là một sự giải thoát cho nó. Nhưng còn chồng tôi, ai sẽ giải thoát cho chồng tôi bây giờ? Tòa đề nghị người đại diện hợp pháp cho người bị hại thật là bình tĩnh. Bà có biết về kế hoạch giết cháu Tiến của chồng bà không? Tôi không biết ạ. Tôi chỉ thấy ông ấy thì tụp gặp cháu Soái, có lúc lại gọi điện cho cháu Soái. Những lúc như thế tôi hỏi ông ấy thì ông không nói gì. Cho nên tôi cũng không ngờ sự việc lại xảy ra nông nỗi như thế này ạ. Bà có yêu cầu bị cáo Soái thực hiện việc bồi thường gì không? Dạ không ạ. Cháu Soái đây là làm là vì do chồng tôi nhờ, cho nên cháu Soái chỉ là công cụ thôi. Cho nên kính mong quý tòa giảm nhẹ cho cháu ạ. À, mời bà cho ngồi xuống. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát tiến hành xét hỏi. Kiểm sát viên đề nghị hỏi bị cáo Soái. Bị cáo đứng dậy. Bị cáo Tấn đã đưa cho bị cáo bao tiền? Dạ, ông Tấn đã đưa cho tôi 5 triệu đồng và một bọc giấy màu nâu vào trưa ngày 7 tháng 4 ạ. Ông ấy bảo sau này sẽ vay mượn tiếp để đưa tôi. Tôi nghĩ ông ấy là người đứng đắn nên đã đồng ý. Nhưng bị cáo vừa cất tiền vào tủ, chưa kịp làm gì thì đã bị công an khám nhà và thu rồi ạ. Kiểm sát viên không hỏi gì thêm. Cho bị cáo ngồi xuống. Đề nghị vị luật sư tham gia xét hỏi. Luật sư đề nghị được hỏi bà Doanh. Mời bà Doanh đứng dậy. Bà cho hội đồng xét xử biết, trước sự việc ngày 7 tháng 4 năm 2009, thì tình hình cai nghiện của anh Phạm Văn Tiến như thế nào? Dạ, cháu không có tiến triển gì ạ. Mấy hôm trước dòng họ Phạm định xây mộ cho bố mẹ chồng tôi, bởi vì vợ chồng tôi không có tiền. Chồng tôi rất là cảm kích, nhưng ông cũng cảm thấy xấu hổ nhục nhã. Nhưng gạch vừa mới mua về tập kết ở nghĩa trang của dòng họ, thì cháu Tiến đã lấy đi và bán để lấy tiền hút chích. Ông nhà tôi tức quá, bị tăng xong phải vào viện cấp cứu ạ. Thường thì anh Tiến lấy tiền đâu để hút chích? Cháu thường trộm cắp vặt của hàng xóm và xin học trò của ông Tấn. Tôi cứ phải giấu ông Tấn để cho cháu lấy cắp đồ đạc của gia đình bán đi. Thì sức khỏe của ông Tấn trong những năm gần lại đây
thì như thế nào? Tôi cũng không biết là ông còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Ông bị tiểu đường mà không có tiền để mua thuốc. Bảo hiểm thì vẫn chưa chuyển được từ trường về quê. Hôm cháu mất, ông bị ngã gãy xương. Nhưng bác sĩ làm ăn vô trách nhiệm, cho nên cứ bó đi bó lại nhiều lần mà không được. Cho đến bây giờ thì không biết rồi là sức khỏe như thế thì có mổ được hay không. Ông Tấn có nói cho bà biết lý do vì sao ông Tấn nhờ người chấm dứt cuộc sống của anh Tiến hay không? Ông ấy nói với tôi nhiều lần rồi, là ông ấy không đủ can đảm để làm cái việc giải thoát cho cháu như thế. Ông đã quá đau khổ rồi, ma túy đã giết chết con tôi, chứ không phải là ông ấy, mà ma túy lại còn giết cả ông ấy và đến giết cả tôi nữa. Tòa mời bà ngồi xuống. Vị đại diện viện kiểm sát, vị luật sư, có ai hỏi thêm bị cáo và những người tham gia tố tụng về vấn đề gì nữa hay không? Kiểm sát viên không hỏi gì thêm. Luật sư không hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Những người tham gia tố tụng, có ai đề nghị hội đồng xét xử hỏi thêm về vấn đề gì của vụ án nữa hay không? Nếu như không có ai hỏi gì thêm, cũng không ai đề nghị hội đồng hỏi thêm về vấn đề gì của vụ án, tôi tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát trình bày lời luận tội. Bị cáo đứng dậy. Thưa đồng xét xử, thưa toàn thể quý vị, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tấn vắng mặt nhưng đã có đủ các lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo Soái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác trong vụ án. Qua đó cho thấy bị cáo Tấn vì muốn chấm dứt cuộc sống của con trai mình là Phạm Văn Tiến nên đã thuê bị cáo Soái 10 triệu đồng để Soái sát hại Tiến. Theo kế hoạch của bị cáo Tấn, bị cáo Soái đã rủ Tiến đến nhà Soái uống rượu. Sau khi Tiến uống say, Soái đã dùng dây lưng siết cổ Tiến cho đến chết. Mặc dù bà Doanh và chị Chính là vợ của hai bị cáo sớm phát hiện ra sự việc nhưng không kịp ngăn cản hành vi của Soái, bà Doanh và chị Chính đã bắt quả tang Soái đang siết cổ Tiến và chứng kiến việc bị cáo Tấn ngã xuống từ tầng 2 nhà Soái. Bị cáo Tấn khai đã đứng sẵn trong nhà Soái để đợi khi Soái sát hại Tiến xong sẽ đưa Tiến về nhà và nói Tiến bị sốc thuốc chết ở cửa nhà Soái. Khám nhà bị cáo Soái, cơ quan điều tra đã thu được bọc tiền 5 triệu đồng gói trong giấy màu nâu là số tiền hai bị cáo khai là tiền tạm ứng bị cáo Tấn đưa trước cho bị cáo Soái để thuê giết Tiến. Số tiền 5 triệu đồng còn lại bị cáo Tấn sẽ vay mượn để đưa tiếp cho Soái sau này. Lời khai của các bị cáo là phù hợp với các vật chứng thu được tại hiện trường là một dây thắt lưng giả da màu đen khổ rộng 3 cm với dấu vân tay thu được qua giám định kỹ thuật hình sự khẳng định của bị cáo Soái. Kết luận giám định pháp y số 897 GDPI ngày 8 tháng 4 năm 2009 của tổ chức giám định pháp y cũng phù hợp với các chứng cứ trong biên bản khám nghiệm tử thi về nguyên nhân tử vong của Phạm Văn Tiến như rãnh hằn trên cổ màu nâu xám, khô cứng, chiều rộng từng rãnh tương ứng với kích thước 3 cm, chảy máu tổ chức da, dưới da liên kết và cơ vùng, gãy xương móng, sụn giáp trạng, sụn thanh quản, chảy máu dưới màng, mô phổi. Như vậy có đủ căn cứ kết luận bị cáo Soái đã nhận tiền của bị cáo Tấn, đã tước đoạt tính mạng của Phạm Văn Tiến. Số tiền thuê giết Tiến là 10 triệu đồng, nhưng bị cáo Tấn mới đưa được 5 triệu đồng. Các bị cáo đã phạm vào tội giết người theo điểm M khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Giết người thuê hoặc thuê giết người. Về vai trò của từng bị cáo trong vụ án, bị cáo Tấn tuy không trực tiếp ra tay mà thuê bị cáo Soái, nhưng bị cáo Tấn đã lên kế hoạch chi tiết, lựa chọn người thực hiện, thời gian, địa điểm, thực hiện hành vi phạm tội và tính toán cách thức che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo Soái là người trực tiếp giết Tiến, nhưng chỉ vì việc làm theo kế hoạch của bị cáo Tấn,
và chỉ phải chuẩn bị công cụ phạm tội là một dây thắt lưng giả da màu đen. Về động cơ phạm tội đối với bị cáo Tấn, do những mâu thuẫn giữa cha con, bị cáo Tấn đã chủ định giết chết chính con đẻ của mình. Bị cáo Soái không có thù oán với người bị hại, thậm chí còn chơi thân với người bị hại, nhưng chỉ vì 10 triệu đồng để có tiền trả nợ và tiếp tục uống rượu. Bị cáo Soái đã không hề do dự trong việc nhận lời bị cáo Tấn giết Hải Tiến. Qua đó cho thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện mức độ độc ác, tàn nhẫn cao độ trong hành vi của các bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo Tấn là người chưa có tiền án, tiền sự, là một giáo viên, đã có gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh quẫn bách về tinh thần do người bị hại là con trai bị cáo mắc nghiện ma túy. Thực hiện nhiều hành vi sai trái, bị cáo là người cha đã chứng kiến những đau đớn về thể xác và tinh thần của con trai do ma túy gây ra, nên đã có ý nghĩ tiêu cực là chấm dứt cuộc sống cho con. Bị cáo đã suy sụp về sức khỏe sau nhiều năm cùng con chống chọi với ma túy, và đặc biệt là sau khi Tiến chết. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng đây là những tình tiết cần xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Cũng như bị cáo Tấn, bị cáo Soái sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện thực hiện việc bồi thường thiệt hại dù đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu. Được đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ, do đó cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm BP khoản 1 điều 46. Người phạm tội đã bồi thường thiệt hại và người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự. Về vấn đề dân sự, xét thấy đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu các bị cáo thực hiện việc bồi thường, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc không yêu cầu bồi thường là tự nguyện nên không đề cập đến. Số tiền 5 triệu đồng thu được tại nhà bị cáo Soái là tài sản do phạm tội mà có, cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Về vật chứng trong vụ án là một dây lưng giả da, xét không còn giá trị sử dụng. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy. Từ những phân tích đánh giá nêu trên, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm M khoản 1 điều 93, điểm BP khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự, khoản 2 điều 46 đối với bị cáo Phạm Văn Tấn và Đỗ Văn Soái đề nghị phạt tù. Bị cáo Phạm Văn Tấn 12 đến 14 năm tù. Bị cáo Đỗ Văn Soái từ 14 đến 16 năm tù. Trên đây là quan điểm của Viện Kiểm sát về hướng xử lý đối với vụ án, đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc trong quá trình nghị án. Bị cáo đã nghe rõ lời luận tội mà vị đại diện Viện Kiểm sát vừa trình bày hay chưa? Bị cáo đã nghe rõ. Bị cáo Soái, trong quá trình điều tra và trước khi xét xử, mặc dù cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo, tuy nhiên trước khi xét xử và tại phiên tòa này, bị cáo đã từ chối luật sư bào chữa. Chính vì vậy, bị cáo có quyền tự bào chữa cho mình. Bị cáo đã rõ chưa? Bị cáo đã nghe rõ. Cho bị cáo ngồi. Mời vị luật sư bào chữa cho bị cáo Tấn. Thưa quý vị đại diện Viện Kiểm sát, thưa các quý vị có mặt tại phiên tòa, tôi là luật sư Nguyễn Chí Cường, thuộc văn phòng luật sư Nguyễn Trần và Cộng sự, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Tôi có mặt tại phiên tòa hôm nay để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của tôi là bị cáo Phạm Văn Tấn được xét xử vắng mặt tại phiên tòa hôm nay. Kính thưa hội đồng xét xử, những tình tiết khách quan của vụ án đã được làm rõ trong phần xét hỏi tại phiên tòa. Tôi xin phép không nhắc lại. Tuy nhiên, có những khía cạnh khác của vụ án cần phải được làm rõ để xác định đúng mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà thân chủ tôi đã thực hiện. Vâng, thưa các quý vị, thân chủ tôi, ông Phạm Văn Tấn, một người cha bất hạnh, rất mực thương con, một thầy giáo đức hạnh, mẫu mực và đã chịu đựng một cuộc sống địa ngục gần 10 năm nay, kể từ khi đứa con duy nhất của hai vợ chồng ông vướng vào ma túy. Thưa hội đồng xét xử, thưa quý vị đại diện Viện Kiểm sát, Phạm Văn Tiến lớn lên trong hoàn cảnh cha đi công tác xa, dạy học ở viện xa, là con một
được chiều chuộng nên đã vướng vào ma túy. Biết tin con hư hỏng, thân chủ tôi, ông Phạm Văn Tấn, đã xin nghỉ hưu để về cai nghiện cho con. Ông Tấn và bà Doanh đã đưa con đi khắp nơi tìm mọi cách để cai nghiện. Mỗi lần con cắt cơn nghiện là mỗi lần họ hy vọng. Nhưng rồi lại mau chóng trở thành thất vọng khi Tiến lại tìm đến với ma túy. Trong nhiều năm, Tiến đã trộm cắp của nhà, của hàng xóm, rồi đi xin tiền từng nhà học trò của bố để có tiền mua thuốc hút. Tất cả các tài sản có giá trị trong nhà của thân chủ tôi đã bị Tiến gỡ đi, đổi lấy tiền để trích hút. Ông Tấn đã phải xích con rồi đóng cũi nhốt con lại. Mỗi lần nhìn Tiến vật vã, van xin, hứa hẹn rồi quằn quại đau khổ, thân chủ tôi cũng đau đớn không kém, vì cho rằng những năm dạy học xa chính là nguyên nhân dẫn tới việc con nghiện ngập. Người thầy giáo dạy văn ngày ngày chứng kiến cảnh con lê lết trong cũi sắt, sống không bằng con vật, lại không đành lòng xổ cũi cho con ra. Ngày 23 tháng 3 năm 2009, không còn gì có thể trộm cắp để hút. Tiến đã ra nghĩa trang lấy chồng gạch mà dòng họ Phạm đang chuẩn bị xây mộ cho ông bà của Tiến. Một cái việc làm mà đáng ra ông Tấn phải làm nhưng không có tiền để thực hiện. Lần này, thân chủ tôi suy sụp hẳn vì những việc làm của đứa con duy nhất, đứa cháu đích tôn của dòng họ. Sau khi có tiền mua thuốc, Tiến trở về lại bắt đầu những lời hứa quen thuộc, nhưng chỉ đến khi hết thuốc lại kêu gào, chửi cha, oán mẹ, lại bắt đầu kiếp sống của loài súc vật. Thân chủ tôi đã nghĩ ý nghĩa cuộc sống của con trai mình là gì, và ý định tìm đến cái chết cho đứa con để giải thoát cho chính nó và cho cả những người sinh thành ra nó. Thân chủ tôi đã rất dằn vặt, đau khổ trong quãng thời gian 10 năm, dằn vặt đau khổ hơn khi phải đưa ra quyết định chấm dứt cuộc sống của con trai mình. Và càng đau khổ, dằn vặt hơn khi anh Tiến đã được chấm dứt cuộc sống. Nhưng rốt cuộc, thân chủ tôi vẫn không giải thoát được cho bản thân mình. Về thể xác, những đau đớn của việc gãy một xương đùi, hai xương sườn chính vào ngày 7 tháng 4 năm 2009. Và về tinh thần, đó là những đau đớn với ám ảnh, chó sói không ăn thịt con, như một người cha 30 năm đứng trên bục giảng dạy luân lý, ở đời lại giết con mình. Những đau đớn đó đã hành hạ thân chủ tôi còn hơn cả cái chết. Và hiện tại, việc bó bột xương đùi không đạt yêu cầu về chuyên môn, có nguy cơ phải mổ lại các vết mổ, trong khi thân chủ tôi bị tiểu đường tuyếp 2, việc thực hiện một ca đại phẫu thuật gần như không thể thực hiện do biến chứng của tiểu đường và nguy cơ tàn phế là một điều khó tránh khỏi. Chúng tôi kính mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội, bệnh tật và tình trạng sức khỏe hiện tại để miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ của tôi. Đồng thời xem xét hoàn cảnh rất mực đáng thương của bà Doanh. Một người mẹ, một người vợ đã quá đau khổ dằn vặt. Nếu có một bản án quá nghiêm khắc đối với thân chủ của tôi, cũng có nghĩa là sự bất hạnh và đau khổ lại tiếp tục giằng xé và tăng thêm đối với bà. Kính mong hội đồng xét xử lưu tâm xem xét. Tôi xin trân trọng cảm ơn hội đồng xét xử, cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Bị cáo Soái đứng dậy. Bị cáo Soái, bị cáo và gia đình đã không mời người bào chữa. Đồng thời bị cáo cũng từ chối luật sư chỉ định mà cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định cho bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có muốn bào chữa gì không? Thưa quý tòa, bị cáo cũng chả có gì để bào chữa cả. Những việc gì mà bị cáo đã làm thì tòa cũng đã biết. Tòa muốn xử thế nào thì xử. Bị cáo ngồi xuống. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát tiến hành đối đáp, tranh luận lại với ý kiến của vị luật sư. Thưa đồng xét xử, chúng tôi đã làm rõ hoàn cảnh phạm tội của bị cáo Tấn trong quá trình luận tội. Trong hoàn cảnh người bị hại, con trai của bị cáo đã mắc nghiện và thực hiện những hành vi trái pháp luật, trái đạo đức nghiêm trọng, bị cáo đã bị căng thẳng, quẫn bách về tinh thần trong một thời gian dài. Đây có thể xem như một tình tiết quan trọng khi quyết định hình phạt để giảm nhẹ cho bị cáo.
Tuy nhiên, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bất chấp pháp luật tước đoạt mạng sống của người khác, dù có là con đẻ của mình. Vì vậy, chúng tôi không đồng tình với quan điểm của vị luật sư, đề xuất cho bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự. Đề nghị vị luật sư đối đáp lại với ý kiến của vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, về những ý kiến của vị đại diện viện kiểm sát, chúng tôi xin được tranh luận như sau. Thân chủ tôi đã thực hiện một hành vi mà pháp luật coi là tội phạm. Tuy nhiên, trong mỗi vụ cụ thể, mỗi trường hợp phạm tội cụ thể lại có những yếu tố làm cho tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội giảm đi đáng kể. Thứ nhất, quý vị đại diện viện kiểm sát vừa nói hai chữ con người. Về quyền bất khả xâm phạm tính mạng của con người, tuy nhiên, người bị hại Phạm Văn Tiến liệu có còn là con người theo đúng nghĩa của nó hay không? Khi đã trở thành một con nghiện gần 10 năm nay, sống một cuộc sống làm khổ gia đình, xã hội và bản thân. Một cuộc sống chỉ là hút chích và tìm mọi cách kiếm tiền để hút chích. Thứ hai, chúng ta thường hình dung chủ thể của tội giết người trong các vụ án theo điều 93 của Bộ Luật Hình Sự là những kẻ mất nhân tính, những kẻ tàn ác, côn đồ. Nhưng trong vụ án này, thân chủ tôi là một người trái ngược hoàn toàn với những hình dung đó. Ông đã nhận lấy 3 tiếng kẻ giết người để giải thoát cho con khỏi sự nhục nhã, đau đớn do ma túy giày vò, giải thoát cho bản thân bà Doanh, người mẹ mang nặng đẻ đau ra Tiến, khỏi sự hành hạ về tinh thần mà Tiến đã làm với bà suốt 10 năm qua. Thứ ba, thân chủ tôi đã bị trừng phạt bởi chính tòa án lương tâm với những đau khổ giằng xé về nội tâm. Đặc biệt, thân chủ tôi đã mắc bệnh hiểm nghèo và đang đứng trước nguy cơ tàn phế. Có thể nói, thời gian sống chỉ tính bằng một vài tháng tiếp theo. Ý nghĩa trừng trị ở đây của hình phạt sẽ không còn có tác dụng và hoàn toàn không cần thiết. Vì vậy, tôi hoàn toàn có cơ sở cho rằng việc tòa án áp dụng điều 25 Bộ Luật Hình Sự miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ tôi là một quyết định hoàn toàn có căn cứ, thể hiện được tính nhân đạo của pháp luật và bản chất nhân văn của xã hội ta. Xin cảm ơn. Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi cho rằng những nội dung mà vị luật sư đưa ra trong phần đối đáp vừa qua không có gì mới. Việc luật sư cho rằng bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, bị tàn phế chưa có đủ căn cứ, bởi chỉ có thông báo của bệnh viện về tình trạng của bị cáo làm căn cứ để hội đồng xét xử vắng mặt bị cáo. Hơn nữa, giả sử bị cáo Tấn ở trong tình trạng sức khỏe đúng như vị luật sư vừa nêu, thì theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ trưng cầu giám định pháp y và quyết định việc áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, trong giai đoạn truy tố xét xử, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị được trưng cầu giám định pháp y để khẳng định những thông tin như chúng tôi đã trình bày về tình trạng sức khỏe của ông Tấn, nhưng đều được trả lời là bệnh tiểu đường không nằm trong danh mục các bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật tố tụng. Và thân chủ của tôi vẫn đang trong quá trình điều trị nên việc trưng cầu giám định không đem lại kết quả chính xác. Chúng tôi cho rằng với việc phiên tòa hôm nay phải hoãn đi hoãn lại 3 lần, lần này phải xét xử vắng mặt, mỗi lần bệnh viện đều phải gửi thông báo khẳng định bệnh tình rất không khả quan của thân chủ tôi. Và đến nay đã có 4 thông báo như thế trong 3 tháng liên tiếp. Chúng tôi thiết nghĩ như thế đã quá đủ để nhận biết về thể trạng và kết quả điều trị của thân chủ tôi như thế nào. Kính mong hội đồng xét xử xem xét. Thưa hội đồng xét xử, tôi xin đối đáp ngắn gọn như thế này. Những trả lời của cơ quan tiến hành tố tụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Chúng ta làm việc theo pháp luật. Nguyên tắc đầu tiên của pháp luật tố tụng là nguyên tắc pháp chế. Rất mong luật sư hiểu cho điều đó. Vị luật sư có còn ý kiến gì
để đối đáp tranh luận lại với vị đại diện viện kiểm sát nữa hay không? Chúng tôi không có ý kiến gì thêm. Kính mời hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Nếu như không còn ai có ý kiến gì mới để tiến hành đối đáp tranh luận thêm, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận để tiến hành nghị án. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, cho phép bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Soái đứng dậy. Kính thưa quý tòa, về phần tôi thì không có gì cả. Tôi chỉ xin quý tòa giảm nhẹ tội cho ông Tấn, bởi vì ông ấy là người tốt, chỉ có tôi là người xấu. Các vị cáo ngồi xuống. Tòa tiến hành nghị án. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh sẽ thấy tại phiên tòa hôm nay đã có đủ căn cứ để xác định bị cáo Phạm Văn Tấn đã thuê bị cáo Đỗ Văn Soái giết Phạm Văn Tiến là con trai đẻ của bị cáo Tấn. Bị cáo Soái đã nhận tiền của bị cáo Tấn để giết Tiến. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, bởi các bị cáo đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của người khác. Trong toàn bộ vụ án, bị cáo Tấn là người chủ động lên kế hoạch, chọn địa điểm, thuê mướn bị cáo Soái tham gia, và bị cáo Soái đã đóng vai trò là người thực hành đắc lực cho bị cáo Tấn nhằm đổi lại việc bị cáo Tấn đưa cho Soái 10 triệu đồng. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng đại diện viện kiểm sát hoàn toàn có căn cứ khi truy tố các bị cáo về tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm M khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, giết người thuê và thuê giết người. Trong phần xét hỏi và tranh luận, các ý kiến của đại diện viện kiểm sát và của luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đã làm rõ hơn về động cơ, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo Tấn. Bị cáo Tấn vì muốn được chấm dứt cuộc sống của con trai là Phạm Văn Tiến do Tiến nghiện ma túy gần 10 năm. Sức khỏe và tinh thần đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ma túy. Tiến đã tự tước bỏ danh dự, nhân phẩm của bản thân khi trộm cắp vặt và xin tiền học trò cũ của bố để mua thuốc tiêm trích. Đại diện viện kiểm sát và vị luật sư cũng đã nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Tấn xuất phát từ sự quẫn bách về tinh thần là có căn cứ. Bị cáo Tấn còn đang trong tình trạng sức khỏe kém do mắc bệnh tiểu đường type 2 và các chấn thương do bị ngã tại nhà bị cáo Soái. Các bị cáo đều đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Bị cáo Soái đã bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp pháp của người bị hại. Hội đồng xét xử cho rằng đây là những tình tiết giảm nhẹ cần xem xét khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Tấn đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điều 25 Bộ luật hình sự để miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Tấn với lý do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Tuy nhiên, hội đồng xét xử sẽ thấy hành vi mà bị cáo Tấn thực hiện là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên không thể miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Vụ án này cũng cho thấy những hậu quả nghiêm trọng mà ma túy đã gây ra. Không chỉ hủy hoại sức khỏe và nhân phẩm của người mắc nghiện mà còn tàn phá hạnh phúc gia đình và cuộc sống của những người thân đối với người nghiện ma túy, cũng như gây hậu quả nghiêm trọng đối với trật tự, trị an xã hội. Để ngăn chặn hiểm họa ma túy, các ngành, các cấp chính quyền, toàn thể xã hội và đặc biệt là các gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến công tác phòng ngừa ma túy và tái hòa nhập cộng đồng cho những người cai nghiện. Nếu không, sẽ còn tiếp tục có những kết cục đau lòng như những người tham gia tố tụng tại phiên tòa hôm nay. Về vấn đề dân sự, do đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu bồi thường, nên hội đồng xét xử không xem xét. Về vật chứng trong vụ án là một dây thắt lưng giả da đã cũ, xét không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy. Căn cứ vào những nhận định nêu trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh quyết định áp dụng điều 93 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Đỗ Văn Soái, Phạm Văn Tấn phạm tội giết người. Áp dụng khoản 1 điều 93 điểm P khoản 1 khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Tấn, xử phạt bị cáo Phạm Văn Tấn 12 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam. Áp dụng khoản 1 điều 93 điểm B P khoản 1 khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự
đối với bị cáo Đỗ Văn Soái, xử phạt bị cáo Soái 15 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam. Áp dụng điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tiêu hủy vật chứng trong vụ án là một dây thắt lưng ra, không còn giá trị sử dụng. Mỗi bị cáo phải nộp 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại được quyền làm đơn kháng cáo để đề nghị xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Các hội thẩm nhân dân, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ký. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa, yêu cầu đồng chí cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo về trại giam.